hoa hậu tiểu vi thị phạm cho các siêu mẫu nhí đảm nhận vai trò giám khảo khách mời tại chương trình siêu mẫu nhí hoa hậu tiểu vi vô cùng nhí nhảnh đáng yêu thị phạm cho các bé thiếu nhi bước sang năm nhiệm kỳ thứ hai hoa hậu tiểu vi ngày càng trở nên nổi bật với vẻ đẹp vạn người mê của mình không chỉ sở hữu diện mạo thu hút mà kỹ năng và kinh nghiệm cô tích lũy trong thời gian đương nhiệm đã được minh chứng mỗi lần xuất hiện tuy trẻ tuổi nhưng với cương vị hoa hậu tiểu vi luôn được tin tưởng khi nhiều cuộc thi nhan sắc luôn mời cô ngồi ghế giám khảo sau nhiều lần đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực tại các cuộc thi sắc đẹp mới đây tiểu vi lại xuất hiện tại trường quay siêu mẫu nhí để chấm điểm cho các thí sinh là vị khách mời trẻ tuổi nhất trong chương trình nàng hậu vẫn thể hiện vẻ nhí nhố bên hai vị giám khảo còn lại là đạo diễn hưng phúc và diễn viên vân trang bộ ba sẽ đồng hành cùng nhau và chấm điểm cho các thí sinh nhí trong hai số phát sóng liên tiếp ngay khi bước vào trường quay Tiểu Vi, đã thu hút ánh nhìn của mọi người bởi chiều cao nổi trội, và nét đẹp chuẩn hoa hậu của mình, nàng hậu khéo léo lựa chọn trang phục thanh lịch, nhưng, vẫn dạng dỡ khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Với tâm hồn tươi trẻ, và tràn đầy năng lượng, Tiểu Vi dễ dàng gắn kết với các em nhỏ khi tự tin lên sân khấu thị phạm kết quốc với những thử thách của chương trình, các cô bé cậu bé, sẽ trải qua ba phần thi là tạo dáng trước ống kính, thể hiện tài năng, và cuối cùng là biểu diễn kết Đặc biệt trong phần thi tài năng khi nghe thí sinh trình bày ca khúc con yêu mẹ nhiều lắm cô nàng liền hồi tưởng về tuổi thơ của mình và tự nhận đây là bài tủ lúc còn nhỏ không ngần ngại nàng hoa hậu đã bước lên sân khấu và hòa giọng cùng bé siêu mẫu nhí khiến cả khán giả trường quay phải trầm trồ bên cạnh đó hoa hậu tiểu vi cùng hai vị giám khảo còn lại cũng đưa ra nhiều nhận xét khách quan về các em thí sinh cô không chỉ nêu ra những điểm còn khuyết trong phần thi của các bé mà còn cổ vũ tinh thần và khen ngợi các bé nhiệt tình Vị giám khảo nhẹ tay này sau khi kết thúc chương trình, đã nhận được nhiều tình cảm từ các thí sinh nhí. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoa hậu Tiểu Vi làm việc chung với các bạn mẫu nhí. Trước đây Tiểu Vi, đã, từng diễn Verdet, tại Asian Kid Fashion Week 2019, có cơ hội tiếp xúc với các bé người mẫu, nên phần nào dễ dàng tương tác và hướng dẫn cho các em. Cô chia sẻ, rằng, vì thấy các em không chỉ là những tài năng trẻ tuổi, mà tinh thần làm việc cũng vô cùng chuyên nghiệp được ngồi ghế giám khảo. Tại chương trình này, Vi không chỉ xem mình là một người đi trước chỉ dẫn cũng như chấm điểm cho các em, thông qua những phần thể hiện đấy. Vi như, được giải phóng nguồn năng lượng trẻ trung cũng như học hỏi, được phần nào thần thái của các bé. Bình luận của bạn được đánh giá rất cao. Hãy viết ở dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.